giống chụp hình thẻ không? Đang đợi cái là nó sợ nó chụp hình y như ngồi chụp hình thẻ, tóc anh y như là chụp hình thẻ, tóc dài quá rồi. Dạ xin chào Tân Lê. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào quý bà con cô bác. Khương vừa đợi một xíu, hơn phút 2 phút để bà con cô bác vô chuẩn bị xem livestream này. Khương vừa chia sẻ. Dạ. Đây hôm nay vẫn là Khương vừa, bé Ngân với lại bé Trang. Dạ. Hồi là, bây giờ là như 7:30 rồi bà con cô bác. Dạ. Hồi nãy giờ ở đây thì ở ngoài Bình Chánh là mưa, mà mưa nhỏ. À, mấy anh em của Khương vừa mới ăn cơm xong, ngồi nướng mấy con tôm sú ăn. Rồi lại tại vậy giờ thì bên bên anh Colorman anh cũng đang live để chia sẻ giới thiệu sản phẩm. Khương vừa live trễ một xíu, nhưng đang live tầm giờ này 7:30 mình live tới 8:30 9 giờ gì là vừa. Cũng xin cảm ơn quý bà con cô bác bữa giờ rất là nhiều sau hai cái ngày mà Khương vừa live stream trên kênh Khương vừa dứa với cái chương trình khuyến mãi gần 10% thì được quý bà cô chú anh chị ủng hộ rất là nhiều. Dạ. Hôm nay thì không có chương trình khuyến mãi, hết chương trình khuyến mãi để gom vốn rồi bữa sau là lại làm chương trình khuyến mãi tiếp, thì cũng vẫn hy vọng là bà con cô bác ủng hộ Khương vừa ha. Dạ. Hôm nay là thứ sáu, hôm nay là cuối tuần mà bữa giờ ở nhà coi như là bữa nay thứ ba hả? Em thứ ba. Em bữa là anh quay clip anh cũng nói lộn thứ hai, nó thứ sáu. Ủa, nay thứ ba hả? Dạ, hôm qua mình mới họp thôi. Trời ơi. Anh để anh ghi cái vô mô tả anh để là chào chúc cái tuần vui vẻ. Ủa vậy. Xin lỗi mà không quá nhiều nha. Nhắn chị. Ơi. Trời ơi, nhắn mà con cô bác với lại cái đứa nào vô sửa cái này anh được không? Dạ, để em báo chị Mai. Đâu, anh ghi là không nhớ đồ tuần cuối tuần gì luôn chứ đâu có ghi vậy đâu. Cuối tuần vui vẻ nè. Khương vừa quên, Khương vừa không nhớ, tưởng nay thứ sáu, đinh ninh là thứ sáu. Chúc mấy bà cô chú anh chị mình cuối tuần vui vẻ. À, vậy hôm nay mới thứ ba à. Dạ thôi. Giờ bà ta ở nhà nhiều quá rồi, giờ không biết thứ mấy rồi cũng không biết nào đầu tuần cuối tuần nữa. Thôi không sao đâu. Dạ chúc quý khán giả một ngày thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha. Rồi hôm nay giờ tiếp tục cái chương trình bán hàng. Hôm nay là hết vốn rồi, hết khuyến mãi rồi, không biết bà con cô bác có ủng hộ hay không. Còn nếu họ mà bán yếu quá thì bữa sau để gom vốn rồi tiếp tục chương trình khuyến mãi nữa. Dạ rồi giờ đọc comment chào quý khán giả trước đi. Chúc làm chương trình bình luận trước trận đấu Anh và Đức. Dạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều, chắc tối nay cũng phải thức coi trận đấu Anh với Đức. Vậy là mốt trận đấu đang rất là được nhiều fan bóng đá đợi. Anh theo bên đội nào? Anh thường phái đội Đức hơn. Ừ, em cũng thích đội Đức hơn. Vậy giờ mình đặt cược đi chứ. Thôi. Tại vì đội Đức có nhiều anh đẹp trai lắm. Ở đây sao hôm xưa vẫn phái đội Đức hơn? Vậy giờ em nhớ em coi World Cup em thích lắm, tại đội Đức toàn trai đẹp không? Anh phái đội Đức, phái đội Italia. Dạ, anh thích tại đội trai đẹp luôn á. Em thích Brazil, em thích Ronaldo. Nhưng mà từ hồi Ronaldo nghỉ đá, Brazil đi xuống luôn. Ronaldo á hả? Ừ. Người ngoài hành tinh á, Ronaldo. Ronaldo là lâu lắm rồi. Dạ. Dạ rồi thôi. Dạ, tối nay có ai bà con cô bác nào mình coi coi đá banh không, mình cùng nhau livestream mình coi đá banh ha. Rồi. Wow. Dạ chào Đào Xuân. Đào Xuân. Tinh. Dạ cá độ thôi bạn ơi. Cá độ xưa nhỏ lớn giờ Khương vừa coi đá banh chứ Khương vừa không có cá cái gì, cá con chai nước cũng không có cá nữa, sợ nó quen. Nó từ từ nó tăng lên. Dạ rồi bây giờ giới thiệu sản phẩm rồi. Dạ. Giới thiệu rong biển. Dạ, đây. Canh rong biển. Dạ canh rong biển, đây là canh rong biển của mình là có dạ, cái này là có 10 gói ạ. 10 gói, một gói là 5.5 gram. Cái này mình pha ăn liền như thế này. Rồi, ngân lại lấy một cái chén thôi. Dạ, canh rong biển này của mình á là hộp 10 gói
giá là 47.000. Cái này pha rất là tiện của chúng anh chị, tại vì mình chỉ cần lấy một cái chén nước sôi á, xong mình đổ này ra, mình lấy một cái chén mình đổ này ra, xong mình chế nước sôi vô thì mình ăn như canh á, làm rất là lẹ luôn. Dạ. Dạ, giá chỉ có 47.000 cho 47.000 đồng một hộp, hộp 10 gói nha quý khán giả, là coi như là một gói vậy là 4.700. Để khoảng mấy phút là nó sẽ nở ra, quý khán giả, nở ra là mình sẽ ăn được. Lắm hỏi luôn. Dạ cô Phùng Huệ, mì tôm một thùng hai loại. Dạ con cảm ơn cô nhiều. Dạ một thùng hai loại của mình là sẽ gồm có hải sản. Dạ và một loại thứ hai là loại chua cay. Dạ là chua cay dành cho những người thích ăn cay nè, là hải sản dành cho những người ít ăn cay như Trang. Dạ. Đây rồi canh rong biển. Đây cái này canh rong biển mình mà nhìn nãy mình vừa mà bỏ vô nước sôi giờ nó nở ra rồi nè. Cái này thì ví dụ mà ngày nào mà ăn cơm mà mình không có nấu canh á, mình lấy một gói ra mình chế thì mình hoặc là trong văn phòng á, đây không thấy được đâu, trong văn phòng á mình chế một chén mình ăn cơm với cơm rất là tiện lợi. Cái này dạng như là ăn cho ăn cơm mà khô quá ăn không nổi đó, mình làm chén canh rong biển để Phương Dừa ăn thử nha bà con cô bác. Hoặc là mình có thể pha vào cái mì tôm mà mình ăn với cả, mình bỏ chung vô cái mì tôm á. Dạ tôm đó là tôm đậm đà luôn á, tuyệt vời. Mình bỏ mì tôm xong là mình muốn ăn thêm một chút rau thì mình bỏ thêm rau vào trong đó, xong mình chế nước sôi. Phương Dừa nghĩ là mấy bạn nhỏ nó sẽ rất là thích. Mà làm cái này rất là nhanh gọn lẹ nữa cô chú anh chị thấy, nãy giờ mình cứ tí xíu hoặc là bé Ngân lấy nước nóng rồi đổ vô một cái pha cái bột cái là xong. Dạ, ăn với mì là kỳ hợp luôn á. À. Sản phẩm mà được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích và ủng hộ đó là nước atiso đỏ nha quý khán giả. Đây chị Trang pha này là cái này. Dạ, chai... đây cô chú anh chị rất là tiện dụng luôn, chai này có thời hạn sử dụng của mình là 12 tháng lần nên cô chú anh chị mua xong mình cứ sử dụng mà mình bỏ ngăn mát tủ lạnh là không sao ạ. Dạ đây là nước cốt atiso đỏ thể tích là 500ml. Bữa giờ là thời tiết Sài Gòn rất là nắng nóng luôn á, nên là ở nhà mình có thể uống cái này để giải khát, à thay vì mình phải đặt trà sữa hay là đặt nước ở ngoài thì sẽ tốn tiền nhiều hơn, rồi xong mình phải gặp tiếp xúc với nhiều người thì mình cứ mua một chai này mình để trong tủ lạnh là mình sử dụng. Dạ chai này sử dụng như thế nào thì mình chỉ cần lấy có một cái ca đá mát lạnh như vậy nè, Vân Huyền ở quận dạ. Đài Loan rồi, xong mình bỏ cái nước cốt atiso này vô ha. Dạ. Xong mình pha nước lọc. Dạ cái anh Nguyễn Ngọc Hiếu anh chốt đơn, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ Trang xin phép mời cô chú anh chị cùng uống atiso cái này mình... chào Nông Văn Thiện. Dạ. Dạ đây mình tới cà phê đi anh ha, cà phê đi. Cũng rất là được nhiều cô chú anh chị yêu uống cà phê đi. Dạ. Bây giờ mình tối mình coi đá banh nè. Dạ có coi đá banh mình thức không nổi, mình mua cà phê dùm pha mình uống cà phê hòa tan của bên em. Uống có rất cà phê là nhiều đi tối nước đá banh có uống luôn. Đây cái thức đó, cà phê là đen đá liền. Cà phê đen đá một ly là thức nguyên đêm cho mình hả. Chị mình cái tờ giấy kia nó ghi gì đi nè. Đây cà phê đen đá 70. Đây dạ, đầu tiên là cà phê đen đá nha quý khán giả. Đây là dạng cà phê hòa tan của bên em. Một hộp như thế này là mình có 20 gói. Đó, mình uống thì mình sẽ lấy từng cái bịch đây. Này mình pha sẵn luôn. Đây, đó, một bịch pha sẵn. Dạ, rất là tiện lợi. Một ly, một bịch cho một ly. Bây giờ Tương Dừa không dám uống, để Tương Dừa uống thì tiêu rồi nguyên đêm không được. Chút nữa anh coi đá banh mà. Rồi, đâu có đá banh nữa mình cũng thân xong cũng ngủ chứ. Thì một hay ly. Hay là tối nay mình uống một ly này xong mình thức coi đá banh xong mình sẽ gọi điện thoại. Livestream tiếp điện thoại tùm lum chứ. Xong mình coi đá banh xong cái mình nhắn cho group nói các bạn là hợp. Vậy hợp. Dạ, dạ cái hộp cà phê đen đá này của bé Ngân đang cầm trên tay giá của mình là 79.000 cho một hộp là 20 gói. Dạ cái này là cà phê đậm đặc luôn á cô chú chị, cà phê đen đá thích uống cà phê rồi, nha. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Hiếu nha. Rồi Nguyễn Ngọc Hiếu để lại số điện thoại rồi bên anh sẽ gọi lại bên em cho em rồi sẽ chốt hỏi thêm em mua thêm cái gì ha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Dạ tiếp theo là cà phê sữa đá quý khán giả. Đây cũng giống đen đá nhưng mà cái này là của mình sữa nó nhiều hơn. Đó, có sữa ở trong nữa. Uống cái này là thường chị em phụ nữ mà uống cà phê dễ là uống loại này rất là tiện. Nhất bạc xỉu không đặng? Nó cũng đặng dạng như không mà ngọt. Còn cô bác ơi, Khương Dừa cũng chia sẻ là ở trên cái fanpage Khương Dừa Dứa thì Khương Dừa cũng có một bạn hỗ trợ để kiểm tra tin nhắn và trả lời tin nhắn cho quý bà con cô bác. Nếu mà em Út nó mà trả lời, nếu mà có gì mà chưa có phải thì bà con cô bác cũng nhớ báo lại Khương Dừa nha. Nhưng mà Khương Dừa đều dặn trước các bạn là phải nói chuyện phải lễ phép lịch sự. Rồi dạ Khương Dừa chia sẻ xíu cho bà con cô bác biết. Dạ có hai loại cà phê này rất là lạ nè cô chú anh chị, mà Trang thấy hiếm có ở Việt Nam mình luôn, là cà phê khoai môn và cà phê sữa đây, dừa. Tuệ Đăng dạ. một đen đá một hộp đây, có để dạ. Lại số điện thoại. Cảm ơn Tuệ Đăng rất nhiều. Tuệ Đăng mình ở đâu ạ? À? Nếu bạn ở xa quá thì tại đang có thể đặt thêm nhiều cái thứ nhiều món nữa để mình đỡ ngán tìm xiếc.
Dạ. Đỡ ngắn tiền ship chứ nó không có giảm tiền ship. Dạ đúng rồi, chứ nhiều khi mình mua hàng mà tiền ship nó còn dạ, cao hơn tiền hàng. Dạ nữa. Chào cô Trang Ngô, cô để lại số điện thoại rồi, cô đặt gì rồi cô? Dạ cô Trang Ngô, hồi nãy cô hỏi con cái canh rong biển có ăn chay được không á cô? Dạ, dạ con xem kỹ lại rồi thì canh rong biển ăn chay được đá. Rồi dạ. Cảm ơn quê tôi Bạc Liêu nha. Dạ. Đây em, đây em mua về cho ba mẹ em ha. À. Rồi em thật là có hiếu, cảm ơn em nhiều. Đây cà phê Hòa Tan sữa hương có vị như quý giả, đây là vị sữa dừa và vị khoai môn đó. Yeah. Nhưng mà nó lạ là tại vì nó kết hợp với cà phê và cái hương vị đó đó cô chú anh chị. Thôi Sơn Nhân Văn ơi, vô xem lấy chim mua gì không, coi anh nói chuyện không vậy Sơn Nhân Văn. Chị ơi, chị thôi chị mua cà phê đi chị, tại vì chị hay đi đi làm mua nước mắm nước tương rồi đây. Dạ rồi, hai cái hộp cà phê sữa dừa và cà phê khoai môn của mình đó giá là 106.000 cô chú anh chị cho những một hộp là 20 gói. Dạ, tiếp theo là mình sẽ đến cà phê gốc cây. Dạ, gốc cây và cà phê trắng đi. Dạ. Dạ đây cà phê gốc cây dành cho người kiêng đường. Dạ, ở gần chắc là về phía giao cũng không cao lắm. Dạ, nước cốt Artiso này 69.000 cô chú anh chị. Nhanh nhanh qua một lèo cũng như dạ, lại. Dạ, đây là chao best seller bên em ạ. À. Đó, chao dạ, này là hũ là 27.000 dạ, ngờ hũ chao của mình là 27.000 cô chú anh chị. Rồi, cái dạ. này là mình nấu vịt nấu chao hoặc ăn sống. Dạ. Ăn kho ăn không cũng được. Đi về mình bỏ ra ngoài chén xong rồi mình chấm rau luộc, chấm với đậu bắp là hết sảy. Hết sảy con bà bảy. Dạ, cô chú anh chị vui lòng để chung một tin nhắn cho mẹ em ha. Số điện thoại để chung những cái người yêu cũ, người yêu cũ đặt 1-2 hộp chao, 1 cà phê sữa dừa. Người yêu cũ của anh hả? Thanh Tâm. Anh công khai luôn hả? Anh công khai người yêu cũ luôn. Không, cái không phải là người anh đây. Bạn này thì anh không có yêu mà bạn này yêu anh. Vậy sao gọi là người yêu cũ được? Người yêu mình anh. Là cũ rồi. À. Cái người yêu mình á là cũ rồi. Nhưng mà anh nói vậy chị buồn sao lâu không. Chị thích anh lâu rồi. Nói chuyện vui rồi từ hồi đi học tới giờ không có gì đâu. Nó vui chứ đâu có. Rồi, Huỳnh Misu chao này chấm với đầu óc luộc là hết sảy, cảm ơn. Dạ, cảm ơn nhân bữa giờ ở dưới Tâm ở dưới bữa giờ Cần Giờ là chứ cũng yên ổn hả? Có cái gì đặc sản gì gửi lên tôi đi, tôi giới thiệu tôi bán cho. Rồi Trâm Linh chào chị Hai Hiểu chao nha, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn Linh rất là nhiều. Dạ, tiếp theo mình sẽ là cái sản phẩm hạt chia cho quý vị. Dạ, chào Liên Phùng. Rồi, dạ. Dạ đây là hạt chia đen hữu cơ, giá là 90.000. Có một cái nick của Ngọc Diệp luôn nè, có hình của trà sữa luôn nè mà không phải của Cương Dừa với bà xã Lập mà chắc là một bạn quý khán giả là yêu quý thương trà sữa rồi lập cái nick. Dạ. Cái nick này là để Ngọc Diệp, để có hình trà sữa dễ thương quá nhưng mà không phải là nick của trà sữa. Dạ rồi. Đây quý khán giả, đây là hạt chia, cái bữa này bữa giờ rất là được nhiều cô chú anh chị yêu thích. Úc Nhi làm YouTube cũng tạm ổn, một lát gửi cho sư phụ coi cái kênh cái link coi thứ thế nào nha. Dạ hạt chia của này của mình là 500g, giá là 90.000 nè. Dạ. Cái hạt chia này rất là tốt cho sức khỏe luôn cô chú anh chị. Ở nhà mình làm chè nè, giống như hôm bữa Trang làm cái Huy Quốc là một hộp trà gừng. Dạ cảm ơn anh, hộp trà gừng hai chai tiso rồi 45.000 tên đem, cảm ơn tên, tên. Anh tiso ơi Trang Ngọc nè tên ơi chào Trang Ngọc bữa giờ là live stream đầu năm buổi coi năm buổi mua bữa nào cũng mua hàng chứ không có tiền gì anh nhiều quá. Rồi chào Trương Minh Thành, nhớ đổi lại giúp em một hộp cà phê sữa đá, một hũ chao. Rồi cảm ơn Trương Minh Thành. Dạ vui lòng để lại số điện thoại cho em. Trương Minh Thành có để lại số điện thoại rồi, bên anh sẽ gọi và sẽ chốt đơn cho em nha. Trang Ngọc rồi. Dạ đây là cái muối tiêu của mình Nguyễn Đã, nó có thành phần là muối tiêu. Muối với tiêu. Cái này cô chú anh chị về mình có thể chấm hải sản này rất là ngon. Như nãy sư phụ vừa cho Trang làm nước tôm á, chấm này nó tuyệt vời luôn. Mình có thể mua cua của anh Minh xong mình mua thêm muối này để mình chấm cho mình. Đúng rồi, xong mình cắt thêm miếng ớt nữa, chắc thêm miếng chanh nữa là tuyệt vời luôn. Trà gừng là giá là 145.000 đồng hộp nha bà con cô bác ơi. Dạ, trà gừng của mình là 145.000 cho một hộp 20 gói. Dạ, muối tôm của mình muối tiêu là 29.000 nha cô chú anh chị một cái. Thôi em thấy rồi Trang Ngọc ơi, em thấy em đặt hàng rồi nha Trang Ngọc. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ, hết muối tiêu thì mình có muối tôm. Dạ đây, muối tôm đây, dành cho những ai mình ăn trái cây. Dạ, muối tôm này của mình là 45.000. Luôn vui vẻ luôn, vui vẻ luôn, tươi cười, đừng có giận, giận quá nó này. sẽ sinh bệnh đó. Dạ rồi, thôi bây giờ chắc bây giờ cũng trễ rồi, chắc Khương Dừa cũng xin chào tạm biệt
chuẩn bị chào tạm biệt bà con cô bác. Ông không làm gì đâu, ông gì vậy? Quá trời cây dừa. Quá xinh xắn vậy. Vô đây coi, vô coi, vô đây. Xinh lắm. Xinh lắm luôn. Xỉu luôn á. Trời ơi, bà con cô bác nè, coi con chắc xỉu luôn. Ôi ôi. Trời ơi. Có xem vòng nữa chứ. Xỉu luôn ơi. Trời ơi. Chào bà con cô bác, bây giờ mình chờ chị một xíu, mình chào tạm biệt, mình không bán hàng nữa. Vô coi, vô mẹ buộc. Vô mẹ buộc. Vô mẹ buộc. Vô mẹ buộc nhanh lắm. Vô mẹ buộc. Chả đâu buộc được đâu. Cô ngân buộc cho. Trời ơi. Cưng xỉu luôn á. Trời ơi. Trời chị Lân xinh quá nhờ. Vậy là bữa giờ cha có đứa con gái mà ta. Xinh quá ta. Hỏi hả, chào ông bà, chào ông bà con chú. Chào mẹ chú chú. Hỏi ông bà con chú anh chị coi con có đẹp không? Thấy con có đẹp không? Bà ơi. Bà nội. Cọc luôn. Ê, nói bậy. Cái gần xấu nè, không có cái kiểu đánh răng đó. Đúng rồi, phải đánh răng thường xuyên. Trà sữa nói răng của con răng xấu là do không chịu đánh răng. Không nói, cô Trang. Cô Trang, à, cô Trang hả? Cô Trang đang nhớ. Cô Trang niền răng. Cô Trang niền răng, do cô Trang. Hồi xưa cô Trang không chăm răng kỹ, răng bị lệch. Nên là sữa nhớ đánh răng đầy đủ ha, để răng đẹp. Rồi, đó, khóe đi. Mà thúng cho bà thúng nè. Khi mà chào mọi người, cô Trang Ngọc trở lại kìa, thấy chị sữa cô Trang Ngọc trở lại kìa. Ừ, làm kiểu kìa, nghiêng đầu qua bên. Ôi xỉu quay vòng ấy. Ôi. Xin chào Adam nữa nè. Adam. Xin chào Adam, xin chào đây mới thấy con nè. Adam. Xin chào. Cái đầu với lại cô chỉ là con. Cái là con ngăn luôn. Xin chào đây. Xin rất là. Bà con cô bác thôi, bà thúng kìa. Rồi bà thúng xong con bụt quá trời lắm đi. Bữa anh cắt. Rồi bà thúng đi vô nha. Cảm ơn bà. Không chết tiền. Hỏi chào tạm biệt ông bà có chú anh chị chưa? Trời ơi, bà thúng vô cái livestream lên liền rồi bà thúng ra ra nè hả? Dạ chào tạm biệt ha. À. Vô với mẹ ha. Bà thúng vừa vô và livestream lên live liền. Sữa cưng quá à. Dạ cảm ơn nha chị Trần Bích và dạ, cảm ơn Trang Ngọc. Cảm ơn Trang Ngọc rất là nhiều. Chào, dạ cảm ơn Lý Tiền rất là nhiều. Bác nè, dạ trà sữa đang đi lấy muỗng để cho cha với lại hai cô ăn trà bông. Đây, trà sữa ăn trà bông con cá. Rồi, con mời. Sao? Dụng quá. Con ăn hả? Trà bông cá. Rồi, mai cho lấy này cho con cơm nha. Ngon á. Thích không? Ủa, con chưa mời hai cô. Con mời hai cô. Con múc cho hai cô đi. Rồi mời cô Ngân. Rồi cô Ngân. Rồi cảm ơn sữa ngon quá. Rồi cô Trang. Tới cô Trang nữa. Rồi cô trà sữa đang đi mời trà bông cô Trang, cô Ngân. Rồi trà sữa ăn hụt trà bông luôn rồi. Ngon quá. Cái này con đít rất là thích ăn luôn quý khán giả. Hũ này là 150g 189.000. Cái này là con nít ăn. Con nít ăn. Lại đây giới thiệu ăn. Đây này giới thiệu cho bà con cô bác xem ăn sao nào. Dạ đây là cái này chuyên nghiệp đó. Cái gì? Cá. Sao? Đây. Đây, 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 đây là cái gì? Đây. Đây mốt nhiều khi biết livestream luôn đó nha. Đây là cái gì? Dạ. Không, bà cô chú anh chị ăn không? Ăn rồi. Ngon quá. Rồi con giới thiệu thêm cái này là cái gì? Cho cô Trang à. Cái chân ngon. Ngon. Ngon quá. Chạy cái mũ rồi. Xong rồi hả? Cô cầm cái mũ còn đút. Còn đút luôn, ta cầm mũ. Chào luôn nha. Cảm ơn bà cô chú anh chị đã xem livestream của cha con và ủng hộ những cái sản phẩm của cha con. Dạ. Bây giờ cũng trễ rồi, thôi chắc cha con vô ngủ. Nói vậy chứ chưa ngủ đâu, chắc vô quay clip. Phải quay cái đầu có nhiều con sâu này nè. Có quá nhiều con sâu. Rồi chào tạm biệt á. Ăn miếng. Ăn thử miếng ơi, ngon quá ăn hoài. Không có về nha. Ok, hỏi chút cô có về không? Cô về chứ. Cô phải về chứ. Đúng rồi anh hả? Anh về ha. Dạ thôi, con vừa xin phép chúc bà con cô bác một buổi tối thật là vui vẻ, nhiều sức khỏe nha. Dạ xin phép chào tạm biệt bà con cô bác. Hẹn gặp lại bà con cô bác ở một buổi livestream tiếp theo vào buổi thứ sáu. Cảm ơn bà con cô bác đã ủng hộ sản phẩm của Cương Dừa. Dạ có gì thì bà con cô bác có góp ý gì nhắn vô cũng chưa vừa biết nha. Cương Dừa cảm ơn.
À, dạ yêu yêu máy có clip đầu trà sữa rồi. Dạ cảm ơn rất là nhiều. Dạ có một vài cô chú anh chị mới vô sao. Đổ chừng đổ con. Thôi được rồi, được rồi. Được. Rồi trà sữa đang múc cho cô Ngân ăn. Dạ rồi, Khương vừa cảm ơn rất là nhiều. Dạ có một vài cô chú mới vô sao. Vừa vô thì mình đã chào tạm biệt rồi. Dạ nếu mà các cô chú mình chị mình vô sao mình mình coi livestream giúp Khương Dừa ha, coi lại livestream giúp Khương Dừa có cái sản phẩm nào mà trong gia đình mình bị thiếu á thì có thể đặt. Khương Dừa cảm ơn rất là nhiều. Dạ Khương Dừa chào tạm biệt và hẹn lại.